hòa nhập vào cuộc sống. 8. Sống hòa hợp. Khi hợp ca, chúng ta phải giữ đúng nhịp, hòa hợp với nhau. Chúng ta phải chú tâm đến thời điểm, đến các bạn trong ban hợp ca, nếu không tất cả sẽ lỗi nhịp, sai lời. Khi chúng ta sống chung với nhau cũng thế ta phải để ý quan tâm đến người khác, phải ý thức về sự chung sống để tạo nên một môi trường sống chan hòa. Đó là nền tảng cho nghệ thuật sống hòa hợp. Nghệ thuật sống này đôi khi bị phá vỡ vì mỗi cá nhân không biết hòa hợp, chỉ biết có mình, không chú tâm đến người khác. Những gì chúng ta tạo ra ở xung quanh phản ánh những gì ở bên trong chúng ta. Vì thế, bước đầu tiên để tạo lập sự hòa hợp cần phải bắt đầu từ bên trong ta không cần phải có một môi trường lý tưởng mà chúng ta có thể làm điều đó ở bất cứ nơi nào khi ta đang ngồi trong thiền đường đang chèo thuyền đang nấu ăn đang đọc sách hay làm việc trong giường trạng thái cân bằng hòa hợp trong ta tùy thuộc vào mức độ an nhiên tự tại trong tâm ta nếu không chỉ có rối loạn. Sự an nhiên tự tại không thể tùy thuộc vào những hoàn cảnh bên ngoài ta, vì chúng sẽ không bao giờ hoàn toàn theo ý muốn của ta. Ví dụ trong những tháng mùa khô, ai cũng than phiền phải ra công tưới cây, ngược lại mùa mưa thì ta than phiền ướt ác, đường xá lầy lội, làm sao ta tìm được nơi nào hoàn toàn trên thế giới này vì thế nếu chúng ta nhìn ra ngoài để tìm sự an nhiên tự tại cho tâm hồn thì chỉ uổng công thôi chúng ta cần phải quay vào bên trong mới mong tìm được những điều có thể mang đến cho ta sự an nhiên tự tại một trong những điều này là sự độc lập không phải là độc lập về vật chất vì điều này có thể gây một số khó khăn cho ta mà là một sự độc lập về tinh thần không phụ thuộc vào những khen chê của người khác điều đó có nghĩa là khi ta biết mình đã cố hết sức để làm gì đó nhưng nếu người khác không vừa ý ta cũng đành chịu thôi đâu phải tất cả mọi người đều tán thành những việc làm của đức phật nhưng đức phật chỉ nói rằng tôi không tranh cãi với ai đó là người ta muốn gây chuyện với tôi đức phật chấp nhận việc người ta chống bán ngài hay các giáo lý của ngài ngài hoàn toàn hiểu là không thể bắt tất cả mọi người đều đồng ý theo mình người có tính độc lập cũng không đi tìm sự che chở ngợi khen của người khác không phải tất cả những cố gắng của ta đều mang lại sự thành công chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận điều đó không thể mong đợi ai chở che nếu đôi khi ta không thể thực hiện điều gì đó đúng như ý ta mong đợi thì cũng không hề hấn gì không có lý do gì phải sầu khổ cho những việc như thế muốn độc lập về tình cảm tinh thần đòi hỏi ta phải có một trái tim thương yêu trái lại nếu chúng ta đi tìm sự thương yêu ta phải tùy thuộc vào tình cảm người khác ta dễ bị thất vọng vì không toại nguyện hoặc người khác không đáp ứng đủ như lòng ta mong muốn mà dù người khác có ban tặng ta đầy đủ tình thương họ cũng không thể thỏa mãn hết những đòi hỏi của ta chạy đuổi theo tình thương yêu chỉ hoài công là một việc làm hoàn toàn thất bại điều thành công ngược lại là thương yêu kẻ khác làm được điều đó sẽ khiến ta được độc lập trong tình cảm và an nhiên tự tại vì khi hết lòng yêu thương tha nhân ta không đòi hỏi họ phải đáp trả tình thương yêu thực sự không phụ thuộc vào người khác mà chỉ là tính cách của con tim sự an nhiên tự tại tùy thuộc vào việc hình thành những cánh đồng thanh bình trong trái tim ta một cánh đồng rộng mở đầy bông hoa đầy thương yêu độc lập về tinh thần và biết chấp nhận mình chúng ta không chạy đuổi theo tình thương yêu hay sự tán thành nhưng lại ban phát chúng một cách hào phóng đơn giản nhưng hiệu nghiệm việc đó đòi hỏi ta phải có đáy tim rộng lượng thông thường khi có ai đòi hỏi ở ta một điều gì đó tự ngã của ta bị đe dọa và bao nỗi lo sợ bỗng phát sinh điều này rất rõ ràng trong lĩnh vực của cải vật chất vì ta lo sợ phải mất của cải khi ai đó đòi hỏi được ta thương yêu ta cũng thấy bị đe dọa ngược lại nếu ta ban tặng tình thương lời động viên ta sẽ không cảm thấy bị đe dọa hay đe dọa ai yêu thương là cách duy nhất khiến ta có thể sống tự tại với chính mình đôi khi thân ta có bệnh đó cũng là điều ta không nên quá bận tâm có thân thì có bệnh đức phật luôn nhắc nhở ta điều đó nhưng ngài đâu có nói ta phải khổ sở thất vọng vì nó rồi cũng có lúc tâm ta phát khởi lòng tham ái ta cũng không thể ngăn cản điều đó nhưng ta không cần phải chạy theo chúng nếu chúng ta cứ phải khổ sở vì các nghiệp của thân tâm thì ta khó có thể được an nhiên tự tại vậy biết tìm chúng ở đâu dĩ nhiên không phải là ở các ngôi nhà đồ sộ ở khung cảnh thiên nhiên hay ở người khác chúng chỉ có một nơi để an trú đó chính là trong tim ta nơi đó chứa đựng sự hiểu biết là quà tặng của tình thương và sự tán thán tạo nên những cánh đồng hòa hợp xung quanh ta đó cũng chính là nơi rèn luyện nên ta đó là trường huấn luyện cách sống hòa hợp vì chúng ta có thể tìm thấy chính mình nơi kẻ khác chúng ta cần nhận rõ cái bóng của chính mình nơi người khác để nhận rõ bản thân hơn khi có sự xung đột với người khác đó cũng chính là tấm gương phản chiếu chính ta nếu nội tâm ta an nhiên tự tại ta sẽ không thấy khó khăn với người tấm gương phản chiếu không thể dối gạt ai một trong những bài giảng của đức phật có kể về ba vị tu sĩ đã sống với nhau chan hòa như nước với sữa ý kiến của họ tâm tình của họ hoàn toàn phù hợp với nhau sở dĩ có sự hòa hợp hoàn toàn đó là vì không ai muốn cái gì theo ý riêng của mình điều đó cũng chỉ rõ cho ta thấy sống hòa hợp vui vẻ là chuyện có thể làm được nếu không ta tiếp tục cho rằng thái độ tiêu cực của chúng ta là có thể chấp nhận được sự hòa hợp có thể hiểu theo nhiều nghĩa tự trung đó là cốt lõi căn bản để sống yên vui hạnh phúc đôi khi chúng ta bị nghiệp lực dẫn dắt điều đó cũng dễ hiểu thôi nhưng sau đó khi chúng ta đã thấy được sự khờ dại của mình ta cần phải chấm dứt tất cả mọi loài chúng sinh đều muốn được yên ổn hạnh phúc không chỉ riêng loài người chúng ta thiền định để được hạnh phúc hơn nhưng ta không thể ngồi thiền suốt cả ngày dài đôi khi thiền định lại khơi mở những đau khổ phiền não mà ta đã chôn giấu không muốn nghĩ đến điều đó khiến ta có cảm tưởng việc hành thiền còn mang đến nhiều khổ đau hơn trước đó thật ra không phải vậy mà là vì nhờ thiền định ta có thể nhìn thấy khổ đau của mình kỹ lưỡng hơn để có thể chấp nhận đối mặt với chúng Điều đó cũng dễ khiến ta sinh tâm từ bi đối với mọi người, vì ta đã nhận thấy rằng thân phận con người chứa đầy những khổ đau. Có nhiều giai đoạn trong quá trình phát triển tâm linh, lúc bắt đầu chúng ta giống như những đứa trẻ con, và dù ta đang ở lớp 5, 6 hay 7, tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ đang lớn có người chấp nhận nghiệp của mình dễ hơn người khác nhưng chạy trốn nghiệp không phải là cách trả nghiệp khôn ngoan dù chúng ta chạy trốn ở đâu nghiệp cũng sẽ đuổi theo vì nghiệp không phải ở một nơi chốn hay hoàn cảnh nào đó mà nó ngự trị trong trái tim ta nó theo ta lên rừng xuống biển ta ở đâu nó có đó chạy trốn nghiệp là điều không thể thực hiện được còn một cách trả nghiệp không khéo nữa mà tất cả chúng ta đều đã từng thử qua là trách cứ đổ thừa cho người khác hay cho hoàn cảnh sự việc. Hành động như thế tức là ta đã không nhận trách nhiệm cho chính hành động, cách sống của mình. Cách trả nghiệp không khéo thứ ba là trở nên chán nản đau khổ vì nghiệp quả của mình. Hầu hết chúng ta đều như thế sau đó là buông xuôi tất cả để chờ đợi một may mắn một niềm vui nào đó đến với ta để giúp ta thoát ra sự khổ đau như là một món quà một phần thưởng hay một lời khen ngợi nào đó và rồi ta lại thấy yêu đời trở lại tất cả những cách trải nghiệm như trên khiến chúng ta như thể ở trên đầu ngọn giáo của hy vọng và thất vọng cách đối phó với nghiệp khôn khéo nhất là hãy coi đó như là một kinh nghiệm và hãy nhớ rằng đức phật đã dạy khổ đau là sự thật đầu tiên trong tứ đế rõ ràng đức phật rất hiểu nỗi khổ đau của chúng sinh sự thật thứ hai nguyên nhân của khổ đau là ái dục muốn điều ta không có hay muốn dứt bỏ cái ta đang có ngoài ra không còn gì có thể khiến ta khổ đau nếu ta nhận ra được sự khổ đau trong ta nhưng không để nó tác động ta mà chấp nhận nó như là một thực trạng một phần của cuộc sống rồi từ đó có thể nhận ra được nguồn gốc của nó chính là ở bên trong ta lúc đó ta có thể nói đúng rồi đó chính là nó bằng những cách đó ta có thể chứng nghiệm được hai đế trong tứ diệu đế và như thế có nghĩa là đế thứ ba và thứ tư không thể sai được sự thật thứ ba là ta có thể đoạn trừ mọi khổ đau để đạt tới niết bàn hoàn toàn giải thoát và sự thật thứ tư là Đạo đế là bát chánh đạo, con đường đưa ta đến sự giải thoát hoàn toàn. Hai sự thật đầu tiên thì dễ chứng nghiệm rồi, hàng ngày ta có thể kinh nghiệm về chúng biết bao lần, chỉ cần chánh niệm một chút là ta có thể nhận ra chúng ngay. Đau khổ sẽ tiếp tục hiện hữu không bao giờ chấm dứt cho đến khi ta có thể diệt trừ được mọi ái dục, như là một vị A à La Hán hoàn toàn giác ngộ. Tại sao ta lại ngạc nhiên khi đau khổ phát sinh? Nếu đau khổ không phát sinh, ta ngạc nhiên mới đúng chứ? Nếu còn ngạc nhiên là ta đã hy vọng có thể tìm được sự hoàn thiện, hoàn mỹ trên thế giới này. Để tâm được an nhiên tự tại, ta phải biết chấp nhận khổ đau như một phần không thể tách rời của kiếp con người nếu ta không biết chấp nhận thì sự chống đối phản kháng càng khiến ta thêm đau khổ rồi phải tìm cách trốn tránh trốn dậy khổ đau có nghĩa là cố gắng thay đổi người khác thay đổi hoàn cảnh công việc làm hay là bất cứ thứ gì mà ta nghĩ là nguyên nhân khiến ta đau khổ hành động như thế không thể nào giúp ta diệt trừ được khổ đau chỉ có một cách duy nhất đó là buông bỏ được lòng ái dục đó là những điều đức phật đã dạy ngay hiện tại ta chỉ có thể dựa vào các giáo lý của đức phật để thực hành có nhiều hy vọng là ta có thể chứng nghiệm được phần nào những lời dạy đó còn lại Ta có thể chứng nghiệm bằng lòng tin của mình. Khi đau khổ phát sinh, ta có thể thấy rõ là đã có một ao ước ham muốn nào đó không thành hiện thực. Tìm cho ra ái dục đó rồi quyết buông bỏ nó đi, vì không có cách nào khác để thoát khỏi khổ đau. Chúng ta càng có thể buông bỏ được nhiều ái dục chúng ta càng dễ tìm được niềm vui ở nội tâm vì ái dục phá vỡ sự tự tại trong nội tâm ta. Hãy tưởng tượng chúng ta đang hát một bài đồng ca và bỗng ai đó muốn vượt trội lên tất cả, ác cả giọng hát của mọi người và người khác nữa lại muốn hát với nhịp nhanh hơn rõ ràng như thế sẽ không thể có sự hòa hợp nào trong đó sự tự tại trong tâm hồn khiến ta dễ có sự độc lập trong tình cảm khiến ta muốn bố thí muốn tán thán người khác hơn là khao khát kiếm tìm nó cho cá nhân mình chúng ta cần phải nhận biết rõ rằng tất cả mọi khổ đau đều do tham ái vì thế ta cần diệt trừ tham ái đó là con đường đạo là giáo lý đức phật đáng tiếc chúng ta thường dễ quên những sự thật căn bản đó sao ta có thể quên dễ dàng thế chính là vì sự bám víu vào ngã làm ta thấy mọi thứ khác đều là thứ yếu không quan trọng để nhớ tâm ta luôn nghĩ về tôi cái của tôi và vì tất cả mọi người đều suy nghĩ như thế mà xã hội trở thành hỗn loạn chỉ có chúng ta mới có thể tìm được sự tự tại trong chính nội tâm mình không ai giúp ta tìm ra nó cả đức phật đã chỉ cho ta con đường bằng từ bi quán bằng các hành động từ bi thiền định và thiền quán tất cả đều là những phương tiện để đạt được giải thoát chứ chúng không phải là cứu cánh cuối cùng. Mục đích của chúng ta là cố gắng thấm nhuần được tính vô thường, đau khổ và vô ngã, hiểu được dạng pháp đều thay đổi không ngừng, hiểu rằng cuộc đời luôn gắn bó với khổ đau, biết được bao nhiêu hình tướng của ngã khiến cho sự hòa hợp, hạnh phúc bị xáo trộn khi còn có ngã có cái tôi thì những đau khổ còn nếu không có cái ngã không có cái tôi thì làm gì có ai để khổ đau sự hòa hợp là hòa đồng với người khác nhưng cũng phải có hòa hợp trong chính nội tâm mình trở thành một người thánh thiện sẽ đem lại sự hòa hợp đó chữ thánh có gốc từ chữ thánh thiện tuy nhiên ta không cần phải làm thánh chỉ cần sống lương thiện an nhiên với chính mình đó là việc khó khăn nhất nhưng cũng đáng thực hành nhất khi ta nhận thức được rằng trong ta có đầy đủ các căn tính thiện không cần phải tìm kiếm ở bên ngoài thì sự an nhiên hạnh phúc sẽ tràn đầy trong trái tim Ta. Chín. Giao tiếp với người khác. Tìm sự vắng lặng cho tâm, thay vì giao tiếp với người khác, đem lại cho ta nhiều ít lợi hơn. Đức Phật đã nhiều lần nhắc đến chánh ngữ trong Bát Chánh Đạo, trong năm giới và cả trong kinh phúc đức tối thắng mahamangala the great blessing nói lời tử tế hòa nhã cũng được nhắc đến trong các kinh phật khác trong bài luận về sự hòa hợp đức phật cũng chỉ cho ta thấy rằng lời nói có thể tạo sự chia rẽ nếu không được sử dụng đúng nhiều người lầm nghĩ rằng vì họ hoạt bát biết cách ăn nói thì họ biết thế nào là chánh ngữ thật ra chánh ngữ là một nghệ thuật cần phải học hỏi lời nói tùy thuộc vào quá trình suy tư và cả các phản ứng tâm lý khi đang ở trong trạng thái giận dữ ta khó mà sử dụng được chánh ngữ nếu chúng ta muốn tỏ ra quan trọng một khía cạnh tâm lý của ngã tưởng lời nói của ta sẽ đầy tự mãn vì thế ta cần phải kiểm soát không chỉ ý mà còn cả thọ nữa chỉ có bậc giác ngộ hoàn toàn bậc a la hán mới có thể luôn làm chủ lời nói luôn sử dụng chánh ngữ nhưng điều đó không cản trở ta thực hành và học sử dụng chánh ngữ càng nhiều càng tốt không nên nói lời tân bốc ngọt ngào quá đáng những lời nói đó là tà ngữ nhưng nhiều người vẫn quen sử dụng chúng họ luôn tán đồng ủng hộ một cách thái quá nhưng dù họ có cố tỏ ra tử tế lời nói của họ vẫn không chân thật một điều thú vị về ngôn ngữ cần được nhắc ở đây. Dù ngôn ngữ là phương tiện chính yếu ta sử dụng trong giao tiếp, nó chỉ đóng góp khoảng 7% trong việc giao tế giữa con người với nhau. Dữ kiện này được một phụ nữ phụ trách về các hội thảo giao tế tiết lộ. Chuyện chúng ta cần những hội thảo như thế cũng cho ta biết rất nhiều về chính bản thân mình. Công việc của người này rất ăn khách, có lẽ vì con người không biết cách giao tế nói chuyện với nhau, đặc biệt là những người sống gần bên nhau. Có rất nhiều điều đã xảy ra ở ngoài phạm vi của 7% ngôn ngữ. Vì 93% còn lại không thuộc về ngôn ngữ. Do đó, ta còn cần phải cẩn trọng hơn về ý và các cảm xúc của mình chúng ta không thể che giấu hay coi chúng như là bí mật của riêng mình chúng ta thường nghĩ rằng mình muốn nghĩ hay cảm xúc thế nào cũng được vì không ai biết được nếu ta không nói với họ điều đó hoàn toàn không chính xác tư tưởng tình cảm của chúng ta cũng dễ bị người khác nhận biết nếu có chú tâm người ta thường suy đoán tình cảm ẩn giấu sau lời nói vì thế mà thường đưa đến những sự hiểu lầm có người nói điều gì đó và nghĩ rằng mình không có ẩn ý gì nhưng người nghe thì cảm nhận tình cảm gì đó ở đằng sau câu nói nên hiểu câu nói hoàn toàn khác dĩ nhiên là người nghe có thể trao đổi với người nói để tránh sự hiểu lầm nhưng thường người ta không chất vấn mà chỉ giữ sự hiểu lầm rồi sinh ra hiềm khích nhạt nhẽo tình cảm ghét bỏ nhau tình cảm sâu kín của ta cũng có thể được biểu lộ qua cử chỉ nếu để tâm ta có thể hiểu được nhiều thứ qua thái độ nét mặt giọng nói của người khác trái lại ngôn ngữ và cách diễn tả bằng ngôn ngữ thì hạn chế hơn nhiều chúng ta có thể đọc một tờ báo bằng bất cứ ngôn ngữ nào nếu ta biết được khoảng hơn ngàn từ dựng không nhiều lắm và trong ngôn ngữ hàng ngày ta cũng sử dụng chỉ từng ấy từ ngữ chúng ta không được khéo léo lắm trong việc sử dụng ngôn ngữ một cách thâm sâu lời nói tình cảm cử chỉ định hình sự liên hệ giữa con người với nhau khi sống chung trong một cộng đồng ta không nên chỉ liên hệ với một số ít người mà nên liên hệ với tất cả mọi người nếu ta chỉ chọn lựa một vài người mà ta nghĩ dễ liên hệ gắn bó và mặc kệ những người khác thì đó không phải là sống hòa hợp với cộng đồng với chúng một cộng đồng phải bao gồm tất cả mọi người và mỗi thành viên phải có bổn phận, có quyền được liên hệ với tất cả mọi người. Chúng ta phải làm sao để cuộc sống chung đụng ít sinh ra những hiểu lầm, để sự chung sống đó mang lại thoải mái cho nhau. Một trong những đức tính đó đã được nhắc đến trong kinh Từ Bi, Metasuta, đó là dễ cho người ta trao đổi, nói chuyện điều đó có nghĩa là phải sẵn sàng từ bỏ quan điểm của mình để chia sẻ quan điểm của người khác biết sẵn sàng nhận lỗi biết nói lời xin lỗi một cách chân thành ta không đáp trả lại khi ai đó nói lời xúc chạm đến ta mà thật sự lắng nghe điều họ nói vì điều nói và điều nghe nhiều khi không giống nhau nghe và lắng nghe cũng là hai vấn đề khác nhau lắng nghe giúp ta biết rõ những gì đang xảy ra tự phát họa ra trong đầu những ý kiến quan điểm riêng của mình là lỗi lầm nghiêm trọng nhất mà ta thường mắc phải khi ta nghĩ rằng ta đang lắng nghe và nhất là khi ta tự cho mình là kẻ biết lắng nghe biết lắng nghe có nghĩa là hoàn toàn không có ngã chấp biết cảm thông với tất cả những gì ta lắng nghe đó là một nghệ thuật một khả năng cũng giống như nói vậy nó đòi hỏi ta phải hoàn toàn chú tâm vào người nói chỉ chăm chú lắng nghe những gì đã được nói ra mà không thêm thắt gì vào đó không suy nghĩ thêm về điều gì đó là một biểu hiện của lòng nhiệt tâm đó cũng là lòng từ bi nếu lời ta nói không phát xuất từ tâm ta rất dễ bị hiểu lầm trong bài luận về sự hòa hợp như đã nói ở trên đức phật cũng khuyên chúng ta không được đề cao thái quá cũng không được hạ xuống tận cùng cả hai đều là lời nói không chân thật Ví dụ, nếu chỉ có 1.500 người đến dự một buổi lễ nào đó, nhưng ta lại nói là có tới 15.000 để tăng thêm sự quan trọng của mình là ta đã không thành thật. Nói phóng đại như vậy có vẻ quá đáng, nhưng thực tế thì con người thường nói đủ những chuyện trên trời dưới đất. Ví dụ tôi có thể bóp méo sự thật bằng cách nói, không bao giờ bạn chào hỏi tôi trước cũng có thể bạn không hay chào hỏi tôi nhưng nói không bao giờ thì có lẽ không đúng sự thật vì thế ta cần suy nghĩ trước khi nói khi chúng ta nói không suy nghĩ ta ít khi đúng mà sai thì hẳn là nhiều hơn ta không nên để điều đó xảy ra ta không thiếu thì giờ để suy nghĩ cân nhắc cũng có khi ta cần nhắc nhở người khác về việc họ nên làm hay không nên làm Ví dụ như tôi không thể ngủ khi cửa sổ để mở hay bạn đừng đạp lên chân tôi. Nói những điều đó không có gì là sai, nhưng ta cần bình tĩnh, không nên nói theo phản ứng. Trước hết, ta cần phát khởi tâm hỷ xả. Khi đã bình tĩnh trở lại, ta nên nhớ đến những điểm tốt của người mà ta định khiển trách. Khi chúng ta đã cảm thấy tự tại, ta có thể nói điều mình nghĩ cần phải đánh thức từ tâm vì nếu trong lời nói của ta không phản ánh được từ tâm thì có nghĩa là ta chưa biết giao tế đối thoại với con người chúng ta sẽ khiến cho người nghe hiểu lầm chống đối ta hay ít nhất cũng lúng túng khó xử khi lời nói của ta gây bất mãn cho người nghe là ta đã làm vết thương đau đến hai lần có một công thức rất hữu dụng trong bài luận về sự hòa hợp nếu bạn nói điều gì có thể gây đau khổ mà không đúng sự thật thì không nên nói nếu bạn muốn nói điều gì hữu ích mà không đúng sự thật thì cũng không nên nói nếu bạn muốn nói điều gì đó có thể gây đau khổ nhưng đúng với sự thật thì cũng đừng nên nói. Nếu bạn nói điều gì đem lại lợi ích và đúng với sự thật thì hãy đợi đúng lúc mới nói. Đúng lúc có thể là 10 phút, 10 ngày hay 10 tháng sau đó. Có những lúc bạn cảm thấy hay mơ hồ cảm thấy người khác đang thay đổi chuyển hóa tốt hơn thì có lẽ không cần nên nói điều gì cả ai cũng có lỗi lầm không thể nói hết những điều ấy có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ hết chuyện có lúc ta cũng cần nói lên điều này điều nọ nhưng thường thì cũng không cần phải nói gì cả vì mọi thứ đều sẽ phải đổi thay lời nói chân thật lợi ích cho người không cần phải là những lời tán thán khen ngợi họ nhưng tất cả đều phải là những lời chứa đựng từ bi có lẽ thời điểm tốt nhất để khuyên nhủ dạy dỗ là lúc chúng ta hoàn toàn bình tĩnh người kia cũng không ở trong trạng thái bất ổn và họ sẵn sàng để nghe ta nếu ta đang cơn nóng giận thì không phải lúc rồi đó là sự quan sát cẩn thận và lời nói có chánh niệm nếu không thực tập những khả năng này thì chúng ta sẽ tạo ra nhiều lầm lỗi trong khi giao tiếp với mọi người. Chúng ta không thể sống bừa, sống đại, mà phải sống một cách chánh niệm, phải giữ thân khẩu và ý suốt ngày. Nhưng đôi khi chúng ta không thể lên lịch mỗi khi nói, lời nói của ta có nội dung và thời điểm của riêng nó. Quan trọng là phải nhớ, ta ngữ là gì, và chúng ta đã lãng phí biết bao thời gian để bàn chuyện này chuyện nọ. Nếu để ý ta sẽ thấy rằng ngoại trừ lúc ngủ và những lúc chú tâm chánh niệm, thời gian còn lại 15 16 tiếng mỗi ngày là để trao đổi trò chuyện, vậy tại sao ta không khéo léo hơn khi nói năng? Nghệ thuật giao tiếp không phải dễ học như ta tưởng. Cư xử tế nhị chỉ là một phần của nó ngay khi chúng ta muốn khen ngợi tán thán ai đó ta cũng cần phải xét xem động lực nào thúc đẩy ta làm như thế ta thực sự muốn khen ngợi người khác hay đang tự khen mình ta cần phải biết làm thế nào là khéo léo nhất nếu chúng ta thật lòng muốn khen ngợi người khác thì không sao nhưng nếu thật sự là ta muốn đề cao mình thì ta nên chừa bỏ tính đó nên xét lại động lực chính của các hành động của ta nếu ta không thực hành lời nói có chánh niệm ta dễ buông ra lời nói thiếu suy nghĩ theo bản năng nhất là khi ta đang căng thẳng không được bình tĩnh vì thế không thể coi thường lời nói mỗi tối khi lên giường thay vì suy nghĩ về những khó khăn hay sung sướng vật chất Hãy nghĩ về những cái thiện, cái ác ta đã tạo tác trong ngày. Lời nói của ta có đem lại lợi ích gì không? Hay cả ngày ta bị năm uẩn làm chủ? Tham, sân, si, mạn, nghi trạo cử hôn trầm có giấy khởi không? Chúng ta đã làm gì để chúng không thể tác động đến ta? Làm thế nào để ta có thể mang từ bi hỷ xả đến cho người khác? Mỗi tối ta nên làm một bản liệt kê như thế. Nếu trong ngày ta đã nói điều gì khiến ta giờ phải hối tiếc, đó là gì ta thiếu chủ tâm, chánh niệm. Làm vậy không phải để tự trách mình mà chỉ để nhận biết được những thiếu sót của mình. Nhận biết không buộc tội và thay đổi. Với công thức có vẻ sáo mòn cũ kỹ nhưng xác thực này ta soi rọi tâm và chuyển hóa tâm vào buổi tối sau một ngày đầy hoạt động ta có thể thấy đôi khi lời nói của ta không chân thực không ích lợi cho ai ta có thể chấp nhận điều đó với thái độ xả bỏ nhưng quyết tâm phải sửa đổi để ngày mai làm tốt hơn không bao giờ được quên xét lại động lực hành động của mình người làm thiện không phải có thể thực hiện điều thiện ở khắp mọi nơi mà trước hết tính thiện phải xuất phát từ tim ta rồi tâm từ tâm thánh thiện mới có thể xuất phát từ đó vì nếu trong ta không có những điều tốt ấy thì làm sao ta ban phát cho người khác nếu tim ta tràn đầy tình thương trong sạch điều đó sẽ phản ánh ra ngoài và lời nói không còn giữ vai trò quan trọng nữa lời nói không phải đông đo bằng số lượng mà là tình cảm ở đằng sau đó nếu không luôn xem xét lại động lực của lời nói ta thường dễ mắc lỗi rồi chúng sẽ ám ảnh tâm trí ta khiến việc hành thiền của ta bị ảnh hưởng Vậy thì ai là nạn nhân? Chính chúng ta là kẻ lãnh hậu quả lời nói sai của mình chứ không phải ai khác. Lời nói quan trọng đến nỗi khi La Hầu La chỉ mới 7 tuổi, Đức Phật đã giảng cho La Hầu La nghe về lời nói. Đó là lúc Đức Phật vừa trở lại nhà. Sau khi chứng đắc và cũng là lần đầu tiên ngài gặp lại con trai nhỏ của mình, Đức Phật đã giảng rất kỹ với con về hậu quả của việc nói dối. Đức Phật nhấn mạnh rằng, tà ngữ sẽ khiến ta mất tất cả mọi thành quả tâm linh. Sở dĩ Đức Phật phải thuyết giảng nhiều về lời nói, vì chúng sinh thường mắc phải lỗi lầm trong lời nói lời nói của họ thường thiếu sự thân mật ấm áp không phải vì những điều họ nói mà chính là vì tình cảm trong lòng họ đức phật dạy ta cách đối trị là hãy khởi tâm yêu thương đồng loại không có điều kiện một tình thương không phải chỉ dành cho người dễ thương chỉ có bậc a la hán kẻ đã hoàn toàn giác ngộ là người có thể hoàn toàn dễ thương Ngoài ra, ai cũng có tính xấu nào đó. Không ít lợi gì để chỉ nghĩ đến những tính xấu của tha nhân. Tính xấu cần được để ý đến là tính xấu của chính bản thân mình. Mọi tính xấu đều giống nhau, cái khác là số lượng. Tà ngữ không chỉ là lời chửi mắng mà có thể là lời không tử tế lời châm chích, lời tự cao tự đại. Tất cả đều là tà ngữ. Bằng cách luôn tự xét mình, ta có thể diệt bỏ chúng để thanh tịnh hóa tâm. Chánh ngữ có nghĩa là không nói dối, không nói sau lưng người, không nói lời ác hay chửi rủa người, không thóc mắt, không nói chuyện vô ích, không suối người này chống bán người khác trừ khi ta có năng khiếu đặc biệt về ngôn ngữ còn lại ta cần phải trau dồi lời nói sao cho có hiệu quả mà không xảy ra những điều bất như ý nếu không chứng tỏ là ta chưa hiểu được những lời dạy của đức phật về lời nói những điều dạy này của đức phật rất quan trọng cho tất cả chúng ta mười biết chấp nhận mình rất lạ là có nhiều người không biết thương chính bản thân mình. Có lẽ do họ nghĩ rằng thương yêu chính bản thân là điều dễ làm nhất trên đời này, vì ai cũng lo cho mình là trước nhất. Thật vậy, lúc nào mà ta không lo xem ta có bao nhiêu của cải, công việc của ta thế nào, sức khỏe của ta ra sao. Đức Phật đã nói rằng, chư ngã độc tôn mà vậy tại sao ở đây ta lại nói yêu thương mình là khó biết yêu thương mình không có nghĩa là dễ dãi với chính mình nhiều người không thể chịu được một số tính nết trái khoáy của chính bản thân họ trong mỗi người chúng ta đều có biết bao tính khí riêng có cái ưa có cái ghét cần phải được buông bỏ tuy nhiên khi tự xét mình ta thường bằng lòng với những cái tốt của mình và che giấu đi cái xấu không muốn chấp nhận chúng dễ dãi với bản thân như thế sẽ không giúp ta tiến xa được trên con đường tìm đến chân như một hành động sai lầm nữa là tự dằn vặt mình vì những lỗi lầm mình đã tạo ra khiến cho tình thế càng thêm xấu điều này chỉ mang đến cho ta sự sợ hãi đôi khi dẫn đến rối loạn mất thăng bằng nếu chúng ta muốn nhìn mình một cách chân thực thì cũng không nên tự coi mình hoàn hảo không hề có mặt tiêu cực nào tức những tính như lấn lướt sân tham dục hay dối gạt không dám nhìn vào những tính xấu này khiến ta xa rời thực tế trở nên giả dối hai mặt chúng ta vẫn thường gặp những người có vẻ quá lịch sự tử tế nhưng đầy giả tạo che giấu bộ mặt thật của họ đổ lỗi cho người khác cũng không được vì người ta cũng có thể làm như thế với mình ta thường trách những yếu kém của người khác dù có thực hay không hay không coi họ cũng là con người như ta Chúng ta ai cũng sống trong một thế giới không thực, đầy ngã tưởng, nhưng thế giới của phán xét, trách móc càng không thực hơn nữa, vì nó coi mọi thứ hoặc là quá hoàn mỹ, hoặc là quá gớm ghê. Sự thật là mỗi người chúng ta đều có lục căn. Ba căn lành, ba căn ác. Căn ác là tham, sân và si. Ngược lại là độ lượng từ bi và trí tuệ nếu trung thực ta có thể dễ dàng nhìn thấy chúng ở trong ta và ở tha nhân mọi hành động của ta đều do lục căng chi phối hiểu được như thế ta có thể soi lại mình một cách trung thực hơn không dằn vặt mình vì những tính xấu cũng không tự đề cao những tính tốt chỉ chấp nhận sự có mặt của chúng trong ta nhờ thế ta cũng dễ dàng chấp nhận người khác thông cảm với họ hơn một thế giới phân chia rạch ròi trắng đen giữa người tốt kẻ xấu thực ra không thể có chỉ có bậc a la hán là hoàn toàn thánh thiện còn ở chúng sinh thì tùy vào mức độ tốt xấu khác nhau sự khác biệt giữa chúng ta về cái xấu, cái tốt rất ít, không đáng kể. Ai cũng phải thực hành giống nhau, dung trồng những tính tốt và nhổ bỏ những cái xấu. Chúng ta có vẻ khác nhau, nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Tất cả chúng ta đều đối mặt với những vấn đề chung, cùng có những khả năng giải quyết giống nhau. Chỉ khác nhau trong quá trình luyện tập. Khi đã tu tâm trong một số kiếp, ta có thể nhìn được điều đó rõ hơn tâm sáng suốt có được là do đã thanh lọc được các cảm thọ là điều không dễ thực hiện chúng ta chỉ có thể thực hiện được khi không đồng hóa mình với những tình cảm lúc vui lúc buồn khi chúng ta có thể thấu suốt các cảm thọ của mình coi đó là một trong những phận sự ta phải thực hiện cho chính mình lúc đó những sợi dây bám víu được tháo gỡ, những ý nghĩ như tôi thật tốt hay tôi thật tệ có thể được dẹp tan. Mỗi người là một chúng sinh với đầy những triển vọng cũng như trở ngại. Nếu chúng ta có thể chấp nhận thương yêu con người này với những ưu và khuyết điểm của nó thì chúng ta cũng có thể chấp nhận thương yêu kẻ khác một cách trung thực và đem lại lợi ích nhưng nếu chúng ta có tâm phân biệt chỉ biết yêu những ưu điểm mà không chấp nhận những thứ khác thì chúng ta mãi mãi xa rời thực tế một ngày nào đó chúng ta sẽ phải chấp nhận mọi thứ như chúng hiện hữu chúng ta là môi trường đào tạo của chính mình nếu chúng ta cũng biết nhìn mình bằng con mắt như thế ta sẽ biết thương yêu bản thân một cách trọn vẹn như chúng ta hiện hữu giống như đức phật đã dạy một người mẹ không kể đến tính mạng mình để thương yêu bảo vệ con nếu chúng ta muốn có cái nhìn trung thực về mình để vươn lên thì chúng ta cần phải là người mẹ hiền của chính mình một người mẹ có ý thức có thể phân biệt hành động tốt xấu của con nhưng bà vẫn không ngừng yêu thương con dù khi nó không phải là đứa trẻ ngoan đây có thể là điều quan trọng nhất ta cần phải lưu tâm tất cả mọi người cũng có những lúc phạm phải sai lầm ở thân khẩu ý nhiều nhất là ở ý trung bình là ở khẩu hành động lại ít hơn trong những trường hợp đó chúng ta làm gì người mẹ sẽ làm gì người mẹ sẽ khuyên con đừng tiếp tục hành động như thế khẳng định tình thương của mình luôn dành cho con nhưng kết quả thế nào cuối cùng vẫn tiếp tục bổn phận làm mẹ của mình nuôi dưỡng con cái có lẽ chúng ta cũng nên bắt đầu tự nuôi dưỡng thân tất cả quá trình này là để dạy dỗ đứa con trưởng thành có trưởng thành mới có trí tuệ nếu không thì dễ lắm rồi sự thành công là một bảo đảm của tương lai nhưng trên thực tế ta cần phải phấn đấu rất nhiều mới đạt được trí tuệ và điều đó đòi hỏi sự phấn đấu của từng cá nhân trước hết ta bắt đầu bằng cách luyện tập nhận thức sau đó là chấp nhận chính mình không đánh giá kết tội bước thứ ba là sửa đổi có lẽ đối với nhiều người vấn đề nhận thức là gian khổ khó khăn nhất không phải dễ biết những gì đang diễn biến bên trong nội tâm ta đó là điểm quan trọng nhất và thú vị nhất trong thiền quán chúng ta cần sống một cuộc đời đầy quán chiếu nhưng không có nghĩa là chúng ta phải ngồi thiền suốt cả ngày một cuộc sống quán chiếu có nghĩa là ta xem tất cả những gì đang xảy ra là một phần của kinh nghiệm sống cần được học hỏi trong tất cả mọi trường hợp ta luôn quay vào đối mặt với nội tâm của chính mình khi chúng ta hướng ra ngoài khi ta đầy sức sống trẻ như đức phật đã nhắc đến và để cả thân khẩu và ý của chúng ta vào những chuyện thế gian ta cần phải tự thức tỉnh để quay trở lại vào trong một cuộc sống quán chiếu đối với một vài tôn giáo là cuộc sống hoàn toàn hướng đến tôn giáo trong đạo của chúng ta đó là sự kết hợp giữa đạo và đời một cuộc sống quán chiếu không bao giờ ngừng nghỉ bề ngoài ta vẫn hành động bình thường dù có hay không có sự kềm chế sự trầm ngâm lắng động là yếu tố quan trọng nhất của quán chiếu nội tâm không cần phải ngồi yên cả ngày để theo dõi hơi thở nhưng mỗi hành động mỗi ý nghĩ mỗi lời nói đều được ý thức làm được như thế sẽ giúp ta có một nội tâm vững chắc nhưng không xa rời thực tế nhiều người ao ước mong muốn được có sự vững chãi này nhưng không biết làm thế nào để diễn tả nói gì đến chứng nghiệm nó sống trong mộng ảo sống trong sợ hãi hoài vọng không bao giờ ngừng không cho phép nội tâm ta được trưởng thành cảm giác an toàn sẽ phát sinh khi ta có thể đối diện với chính mình một cách trung thực nhìn người khác một cách trung thực và biết chấp nhận tất cả đức phật đã nói tất cả chúng sinh đều có bảy đặc tính tham dục sân tà kiến mạng nghi tự cao chấp ngã và vô minh khi nhận ra sự hiện hữu của chúng trong ta hãy tự nhủ ta biết ngươi rồi ta sẽ tự sửa đổi Cuộc sống trầm tư thường có vẻ nặng nề, u uất, không có niềm vui, ta thường bù đắp bằng cách hướng ra ngoài. Nhưng làm thế không được, trái lại ta cần tìm những nguồn vui nhẹ nhàng hơn cho nội tâm. Không có gì đáng phải lo âu sợ hãi, không có gì quá khó khăn. Pháp có nghĩa là luật tự nhiên và chúng ta luôn chịu ảnh hưởng của chúng trong cuộc sống. Dù ở đâu, ta cũng là Pháp, ta là vô thường, Anika, là khổ, Dukha, và vô ngã, Anatta. Dù ta đang ngồi đây hay ở trên cung trăng cũng giống nhau cả. Chúng ta không nên nghiêm trọng quá những vấn đề của mình hay của người khác. Không cần phải bộc lộ ra bên ngoài nhưng luôn suy gẫm ở bên trong với một chút khôi hài. Có lẽ đó là cách tốt nhất. Nếu chúng ta có thể tự chế giễu mình, hẳn là ta sẽ dễ chấp nhận chính mình hơn và cũng dễ chấp nhận người khác hơn. Ở Mỹ trước kia có chương trình TV gọi là Con Người Buồn Cười People Are Funny Đúng là chúng ta có những phản ứng kỳ dị nhất khi nhìn lại phân tích ra đôi khi ta thấy chúng thật là kỳ quặc chúng ta có những ước muốn lạ kỳ những hình ảnh thiếu trung thực về chính mình con người thật buồn cười đúng là có như vậy thế thì tại sao ta không nhìn thấy những khía cạnh đó của mình như thế sẽ khiến ta dễ chấp nhận những gì ta thấy khó chấp nhận ở trong ta và tha nhân một đặc tính của cuộc đời là ta không thể thay đổi nó cuộc đời cứ tiếp tục diễn ra tất cả chúng ta đã hành thiền ở đây một thời gian nhưng thế giới bên ngoài có ai biết đến cuộc đời vẫn cứ đi tới chỉ có tâm ta là biết đến là bị tác động khi có sự lo lắng xáo trộn ảo tưởng thì đồng thời cũng có khổ đau nhưng không cần phải như thế hãy cứ để mọi chuyện như thế nếu chúng ta có thể thay đổi để nhìn mọi việc xảy ra với tâm hỷ xã thì việc thanh tịnh hóa tâm ta sẽ dễ dàng hơn đó là việc ta cần làm đó là sự thanh tịnh hóa của chính mình mỗi người phải tự thực hiện lấy nếu chúng ta có thể nhớ mình đã làm gì, ngày này qua ngày khác không sao lãng, kiên trì hành thiền mà không kỳ vọng vào những kết quả to tác, dần dần tâm thanh tịnh sẽ đến với ta. Mọi thứ khác cũng tương tự như vậy. Khi chúng ta càng bớt dần những thói hư tật xấu, ta sẽ càng nhận thấy rằng chúng không mang đến cho ta sự tốt đẹp sung sướng nào đâu có ai không muốn buông bỏ khổ đau và dần dần ta không còn thấy cần phải làm gì hơn là lo rèn luyện tâm khi đó ta biết rằng sự chuyển đổi tâm đã dần hình thành điều đó có thể không dễ dàng xảy ra nhưng nếu ta đã sinh diệt qua bao kiếp sống thì một ngày một tháng một năm hay mười năm nữa có là bao không cần phải làm gì hơn thế nữa không cần phải chạy tìm kiếm lăng xăng nữa trái đất vẫn chuyển động theo một quỹ đạo cũng như cuộc đời ta chuyển dịch từ sinh đến tử tất cả đều xảy ra dù ta có muốn hay không điều duy nhất ta cần phải làm là nhận ra và hiểu được thực tại đó có như thế ta mới cảm thấy dễ thương yêu chính mình và tha nhân vì đó là công việc của con tim để thương yêu ngoài ra nếu ta cũng nhìn ra được khía cạnh còn yếu kém của mình để sửa đổi thanh tịnh hóa tâm thì ta không cần phải có một nỗ lực nào khác cái đẹp của nội tâm cũng phát sáng ra ngoài quay trở vào bên trong là một đặc tính quan trọng của cuộc sống trầm tư quán chiếu bất cứ điều gì xảy ra bên trong tâm ta đều ảnh hưởng đến tất cả những gì xảy ra ở ngoài ta ngọn đèn nội tâm và sự trong sáng bên trong không thể che giấu được cũng như các tính xấu của ta đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình có thể tỏ ra là một người khác đâu biết rằng đó chỉ là hoài công đức phật dạy rằng chỉ cần nghe một người nói nhiều chuyện hay sống với họ một thời gian ta sẽ biết rõ họ là ai con người thường cố tỏ ra là một người tốt hơn con người thật của họ rồi khi thất bại họ thất vọng với chính mình và mọi người xung quanh hiểu được bản thân một cách chân thật từ bi sẽ khiến lòng ta thấy nhẹ nhàng đem lại niềm vui cho nội tâm chấp nhận mình và kẻ khác đúng như bản thể của ta sẽ khiến cho việc thanh tịnh hóa tâm đoạn trừ cấu uế trở nên là một công việc dễ dàng hơn nhiều